chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm Pikachu nha. Trước tiên mình có một tờ giấy oli và một hộp màu, một cái kéo, đơn giản đúng không nào? Trước tiên chúng ta sẽ gấp thành hình thân giác. Và mình sẽ cùng kéo đi cắt nha. Đúng quay mà. Mình bỏ cái nửa này ra nha. Sau đó mình sẽ gấp thành hình này. Đợi mình một tí nha. Mình sẽ gấp hình hình này. Em quay nhạc, em gấp chậm thôi nhé. Rồi bẻ hai cái phần này ra. Đó. Sau đó là mình sẽ gấp cái hình này lên để làm lộ cái thân Pikachu. Bí quyết thì mình làm Pikachu đẹp hơn thì bây giờ mình sẽ gấp vào mình lộn gấp lên. Xong rồi Pikachu. Bây giờ bước tiếp theo của mình là vẽ thôi. Em đi xuống mấy bút. Bước thay đậm nhé, màu ra nha. Pikachu thì thường có màu vàng và màu đen. Thì mình bây giờ mình sẽ làm màu vàng trước nha. Đây là con Pikachu dài nhất mà mình từng nhìn thấy không? Lại một mặt đen. Đây đây là... À quên mất giới thiệu cho các bạn vì đây chính là hộp màu dạ. Mình quên mất mình chưa giới thiệu nha. Tiên mình sẽ lấy một em màu cam này. Và màu... đen nè, màu đỏ nè. Ok, và rồi thì vẽ thôi. Trước tiên thì chúng ta mình sẽ vẽ cái mắt trước. Mình sẽ vẽ viền chi tiết trước nha. Cái mắt này. Xong cái mắt và giờ bây giờ đến cái mũi này, cái miệng gọi là cái miệng, cái má mình tô cho cái miệng trước. Và giờ thì tô màu một vàng thôi. Màu vàng là tô vào màu sáp cho nó dễ nha. Sau đó bây giờ thì mình sẽ tô về cái tai.
Đây là màu đen. Nửa đen màu vàng đúng không? Nếu các bạn không có màu đen thì các bạn hãy tô lại màu. Nếu mà mình nhìn không có màu sắc đen ấy, bây giờ mình tô màu dạ đây này. Sắc mực ấy nhỉ. Đợi mình một tí nhé. Thế thì giờ mình sẽ trở lại đây. Vậy là mình sẽ... Rồi. Và rồi thì tôi tiếp màu vàng ở phần tay cuối. Nếu các bạn muốn đẹp hơn thì tô ở phần sau nha. Tại màu của mình sắp hết rồi nên mình sử dụng bút dạ. Chỉ cần tô màu vàng. Cái mắt này mặt sau ấy, mình không vẽ đâu nha. Các bạn làm con nhỏ thì nó sẽ đẹp hơn đó. Và bắt đầu mình chơi thôi. Cái này các bạn có thể nhập sách, nhưng mà mình có sách nhưng mà mình không chịu nhập. Nhập giấy ta. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, một share và một đăng ký nha. Bye bye các bạn.